Nào cả nhà mình chúc mừng sinh nhật Khoai nào. Cả nhà hát happy birthday to you nha. Yeah. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to Khoai. Chúc mừng sinh nhật Khoai nha. Con hôm nay là con tròn 8 tuổi này, bước sang tuổi thứ 9 này. Thế thì con có điều ước gì không? Con ước cho cả nhà nghe thì xong con thổi nến nào. Thổi nến là bố bật điện rồi. Ừ. Để nhìn bố. Đấy, con nói cho là bố bật điện. Dạ, con thổi nến là bố bật điện. Con ước là cái gì? Sang năm mới học giỏi hơn và mang những điểm 10 về cho bố mẹ. Nói chung như thế thôi. Nhưng mà con bây giờ chỉ nhớ được bố với mẹ với bà nội với lại là bà ngoại cả em nữa với lại là những nói chung là cả em của bố nữa. Sống lâu nên là em đang rồi. Thế con mong muốn nhất điều gì? Con mong muốn thế còn thích nhất cái gì? Nhất là kính thiên văn này. Kính thiên văn. Thế là con thích những cái gì liên quan đến thiên văn vũ trụ hả? Dạ. Thế con thích đàn guitar? Cũng thích. À, thế rồi, còn đến thế nào? Rồi đến rồi. Rồi, wow. Chúc mừng anh. Hay quá, chúc mừng sinh nhật của anh nha. Dạ. Thôi bây giờ đến phần tặng quà nào. Tặng quà đây. Khoai em tặng anh trước, đứng dậy, đứng dậy. Đây là bố 6 dây rồi. Dây. Đây là cái đàn guitar 3 đàn. Cái đàn Make in Việt Nam. Khoảng 3 đàn tại thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là cái đàn guitar cây đam 150. Bố mua là do nghệ nhân Nguyễn Văn Nguyên là con trai của ông Ba Đờn là trực tiếp là làm rồi bán cho bố cái đàn này rồi bố tặng cho con nhé. Đây, đây là đàn trẻ em. Dây ni lông. Dây ni lông. Chắc dây ni lông bằng thép đúng không? Đúng không? Bây giờ bố thử nha. Happy birthday to you. Happy birthday. Rồi, xem thái độ của con như thế nào.
Vương bố thì cái món quà nó có đắt tiền như thế nào cũng quan trọng. Nhưng quan trọng là con người như thế nào thôi. Nha. Thế là sang đây là cái món quà. Đây là xe tám điểm của NASA. Ừ. Đây là cái món quà nó liên quan đến vũ trụ và nó có rất nhiều những cái chi tiết để con lắp ráp. Đây bố mẹ cũng tặng cái quyển sách về vũ trụ này. Ừ. Nhưng mà bố muốn là sang 9 tuổi thì con sẽ vinh dự được đứng hàng ngũ của đội thanh niên tiền phong Hồ Chí Minh. Dạ. Ừ. Nha. Thấy thích không? Có thích không? Có thích. Ừ. Ô, thì không cảm ơn bố mẹ. Cảm ơn bố mua cho con cái gì nhỉ? Lego vũ trụ hàng không NASA Mỹ. Ừ. Rồi. Ôi giờ cả nhà mình đánh chén thôi. Ừ. Bỏ miếng ra xem nào. Quà để xem nào. Quà của khoe em. Đưa mẹ cắt miếng cắt bánh sinh nhật. Quà để xem nào. Không, đánh chén rồi. Bánh sinh nhật. Ừ, cắt bánh sinh nhật đi. Bánh sinh nhật này. Thôi, anh cắt. Để cho anh cắt. Cắt. Anh cắt. Rồi. Ừ, chưa nhanh lên con. Rồi xong rồi cho mẹ mượn. Rồi mượn cắt đây. Quả này đấy. Ui.